Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Trong clip ngày hôm nay, em Hải xin được trân trọng giới thiệu tới các bác một dòng xúc điện Bát 40, hàng mới đập hộp mang thương hiệu của DB Acoustic. Model sản phẩm là DB KS715SA. Các bác nào mà đang tìm cho mình những chiếc súp mà không mất công suất ở trên đẩy đấy, thì các bác tham khảo ngay cho em chiếc súp trong clip này ạ. Các bác chỉ cần một dây Canon tín hiệu từ trên vang này hay là trên nâng tiếng là đầu thực trực tiếp xuống súp, các bác có thể là bật và tăng tiếng bass ở trên bộ dàn rồi. Đấy, chiếc súp này thì đã có mạch công suất ở tại trên súp luôn, gọi là súp điện các bạn. Thì đây cũng là model mới của nhà hàng DB Acoustic, cũng là một trong những phiên bản chiến lược của nhà hàng trong những phân khúc súp 40 cao cấp đánh tiếng bass rất là hay và uy lực. Vì mạch công suất thì công suất rất là lớn. Bát 40 nhưng thiết kế vỉ mạch là mạch QHD và công suất cho ra của vỉ mạch này là 900W. Em sẽ quay về ngoại hình các bác nhé, để em mở sẵn rồi. Bóc hộp một chiếc súp mới để quay review tới các bác. Thiết kế của mẫu súp này thì rất là đẹp. Nhìn thiết kế bát 40 nhưng mà cũng rất là nhỏ nhắn so với kích thước của bát 40 các bạn. Ekang cắt CNC. Logo mới của nhà hãng DB Acoustic, phiên bản logo mới đây các bác ạ. Đây có một cái đèn đây là hiển thị khi có điện vào. Đấy. Ekang rất là dày, Ekang hai lớp, một lớp màng chống bụi và một lớp sắt bảo vệ driver bass bên trong. Nước sơn sần đen. Cái này thì có lỗ chôn cọc ở trên này. Đấy, các bác nào với không gian rộng hoặc là mà thích thẩm mỹ thì có thể là thiết kế hai quả súp này, sau đó là chôn cọc ở đây là để hai quả loa ở bên trên súp luôn, nhìn rất là cân đối và rất là đẹp mắt. Thùng cân. Về phần hậu thì tín hiệu vào sử dụng là jack Canon rồi, sử dụng jack Canon, một jack input bằng Canon và một jack link. Đấy, các bác có thể link sang chiếc súp khác chẳng hạn, nó rất là tiện lợi. Ba volume này thì cái đầu tiên này thì gọi là volume to nhỏ, cái này thì là cắt cốt và cái này thì là đảo pha. Đấy, volume này thì là đảo pha. Đây là nguồn power này, singer, tín hiệu đèn. Model là KS715SA, công suất là 500W nhưng mà nó chịu lực bụng vỉ mạch là 900W, đánh rất là căng và nó thoải mái, đánh tiếng bass rất sâu và lực. Về sensitivity thì là 131 decibel, tiếng nó rất là mạnh và uy lực đúng không các bác. Bass 40 tín hiệu đầu vào, điện vào thì là sử dụng điện nguồn 220 và có thêm một cổng điện nữa để link sang, ví dụ là sang sản phẩm khác, rất là tiện lợi đúng không ạ. Đấy, điện nguồn này. Thì thiết kế của chiếc súp này ấy, tại sao mà nói là súp này rất là chất, bởi vì nó khác với các dòng súp điện khác. Ví dụ súp điện khác sẽ sử dụng là gân cao su, gân mút. Thì với chiếc thiết kế của súp 715 này sử dụng bát driver là gân vải, chính là bát của súp hơi, và thiết kế vỉ mạch luôn ở trong súp, cho nên là đánh nó uy lực không khác gì súp hơi cả, chứ không yếu hơn súp hơi cũng nhé. Đánh rất là uy lực, đánh nhẹ thì nó mềm tiếng và đánh mạnh thì uy lực tức ngực, cho các bác nào mà thích sử dụng những dòng nhạc mạnh mẽ như remix hay là Vinahouse. Ok, thì em Hải sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc súp điện Bát 40, hàng cao cấp của thương hiệu DB Acoustic KS715SA. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ.
Dạ vâng, súp nó như là gia vị của bộ dàn vậy. Như là thịt chó thì phải có mắm tôm, để bộ dàn nghe nhạc hay karaoke thì cũng phải có súp mới có cảm xúc để hát, để nghe đúng không bác? Chiếc súp điện cao cấp của thương hiệu DBAUTIC này thì mạch công suất rất là cao. Các bác sử dụng chiếc súp này thì không cần phải thêm đẩy công suất nữa và tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Và đây là một trong những dòng súp bát 40 thương hiệu cao cấp, phân khúc cao cấp của thương hiệu DBAUTIC. Và giá thành thì cũng rất là hợp lý. Một cái giá các bác liên hệ trực tiếp cho em Hải, cái giá tốt nhất gửi tới các bác ạ. Số điện thoại hotline thì em sẽ để trên clip này và cũng như là để dưới kênh tiêu đề. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này cũng như là các sản phẩm của Hiếu Minh Auto có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Em bảo giá tốt nhất để các bác và anh em ạ. Ok, và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào.